Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay ngày 20, thứ năm ngày 24 tháng 12 nhân dịp lễ Giáng sinh thì chúc tất cả các bác, các thím, các dì, các cô, các cháu có một mùa Giáng sinh thật đầm ấm, vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình, bên người thân. Hôm nay làm một cái video này có một chút đặc biệt, nói về đạo thôi. Còn về chuyện ngoài đời thì có mấy video kia rồi, mình làm riêng cái này. Trong những năm, những cái clip chuyện nói từ đầu mùa tới giờ là mình đang ở trong cái lúc tận thế sàng lọc. Thì sàng lọc từ người bình thường lên cho tới những người giàu có, tỷ phú, rồi lên tới những người làm chính trị trong quốc hội, trong cả những mấy ông gọi là tối cao pháp viện gì luôn, trong quốc hội, trong thượng viện, hạ viện luôn. Nghĩa là lọc cái tâm, nếu mà không có cái sự lộn xộn bầu cử và không có bệnh dịch thì chả biết ai là ai, biết ai lại hết. Cũng gần nhiều quốc gia trên thế giới cũng không có biết Trung Cộng là sao, nó là thiên ma. Rồi bên cạnh những cái người mà đội lốt quân tử ở ngoài, nhưng bên trong có tâm họ tham lam ích kỷ. Cho nên các hội đồng chư Phật với cha với thượng đế thanh lọc ra những cái tâm, thanh lọc. Cho nên bây giờ các quý vị xung quanh những người thân mình, có những người tự nhiên hoặc bạn bè xa hay những người mình biết đột tử chết rất là nhiều. Chết hai loại chết, những người chết để đi đầu thai để làm một cái như đóng vai mới, để làm vui cho đời hay là làm một nhiệm vụ mới ở một cái những cái thập niên kế tiếp. Còn những người bị bắt đi mãi mãi, để khi mà cái trái đất này trở lại thời vàng kim sẽ không có người xấu. Người xấu và người ác sẽ bị lội ra khỏi. Và đồng thời chuyện cả quốc gia cũng vậy, hòa đồng lại. Cái chữ đại đồng mà mấy clip cũ thì có nói á, chữ đại đồng này á, là đại đồng ai cũng sống mạnh khỏe, tuổi thọ tăng lên, thuốc men rồi giàu có, không có khổ như bây giờ, không có chiến tranh, không có bệnh tật như bây giờ. Chứ không phải đại đồng như cũng cùng một cái văn chương, nhưng mà bên kia họ xài theo cái đại đồng gọi là đại độc tài á, thì có đại ác thì nó khác nhau. Cho nên cái clip này nó chưa lâu nay chưa có nói rõ, mà clip vừa rồi thì có nói sơ sơ giới thiệu, nói sơ sơ, hôm nay thì nói rõ hơn chút. Thì cả về đạo cũng vậy. Tất cả các đạo trên thế giới thì có Phật giáo thì ra đời cách đây thế kỷ thứ 6 trước Công Nguyên. Có đạo Công Chúa Thiên Chúa Giáo thì Chúa Giêsu ra đời năm nay là được 2020 năm. Ấn Độ giáo là 10.000 năm cho đến 40.000 năm trước Công Nguyên. Rồi đến đạo Hồi giáo ra đời thế kỷ thứ 7, những cái đạo lớn trên thế giới. Thế 7, họ cũng thờ Thượng Đế, Ấn Độ giáo cũng Thượng Đế, Thiên Chúa giáo cũng thờ Thượng Đế. Do Thái giáo 18.000 năm trước Công Nguyên cũng thờ Thượng Đế. Thì cũng do ông Abraham là người truyền tin. Tới Nho giáo của bên Tàu thì Khổng Tử cũng 500 năm trước Công Nguyên. Thì mình nói tất cả các đạo lớn trên thế giới này nè, nó cũng thánh chiến đấu qua đấu về giành Thượng Đế. Chỉ có đạo Phật đó là từ bi, không có đổ máu từ xưa đến nay. Nhưng đạo Phật quá cao siêu, như phải là tiến sĩ Phật học về tiến sĩ này, tiến sĩ nọ. Còn thời nay tất cả các đạo
đều có sự xung đột nhau, và như bên Trung Đông mình cũng thấy, thì trong tương lai á, chỉ có một đạo duy nhất mà lại chung dung hòa đồng hết tất cả các đạo, sẽ không còn thánh chiến, không có còn khủng bố, không có còn giành thượng đế của tôi nữa, và không có còn có những cái giáo điều mà gọi là ridiculous, không có hợp lý với cái thời đại này. Tại cái thời đại văn minh á, những con người, những con em của chúng mình sau này trong tương lai á, hàng trăm năm về sau á, nó rất là thông minh, cực kỳ thông minh. Nó có thể vô chiếc máy bay F-35 nên nó ngồi dọc dọc chút nó cũng lái được nữa. Thì khôn hơn thời của mình rất là nhiều. Thì Thượng Đế mới sáng lập ra một cái đạo mới để chung dung hết và hòa hợp, để thống nhất tất cả các đạo lại thành một đạo. Xin lỗi, mình nói này hơi đụng chạm. Nó chỉ thống nhất nhưng mà mình không biết là lúc nào. Thì cho nói sao thì chỉ là truyền tình kiệt nói lại cho quý vị biết để có sự chuẩn bị. Thì chị hôm nay chị nói sơ sơ cho rõ một chút về cái đạo. Rồi đến khi Phật Di Lặc, tức là Chúa đó, Ngài sẽ tái lâm, Ngài sẽ xuất hiện giống như Kinh Khải Hoàn nói á. Và trong Kinh Phật cũng có nói là Phật Di Lặc ra đời á, thì thường nói là cùng một người á. Thì Ngài sẽ giải thích về đạo, thì hỏi Ngài, chờ Ngài đi, Ngài sắp sửa xuất hiện. Còn giờ hôm nay thì chỉ nói về cái khung của cái đạo. Còn cái bức hình á, thì chờ. Thì hôm nay việc đeo tùm lum nó hơi bất kỳ một chút, xin lỗi, nhưng mà đeo để ví dụ để cho mấy vị hiểu. Cái dấu này nè, cái dấu nó không phải là dấu thánh giá, cái dấu thánh giá thì ở dưới nó hơi dài, còn cái này á mình chỉ ngăn ở đây, có thể là dấu chữ thập. Chữ thập á là trước khi có clip được giải thích á, là bình bình ngang đây nè, con người mình sau này á, chỉ cần bình đẳng ở dưới đi lên là hướng thượng. À, còn dưới này á, là cái trái trái tim, microphone, cái trái tim á, là cái tâm của mình, là Phật, tâm tức là Phật, nghĩa là, nhưng mà cái dấu này là dấu của cha đó, của Ngọc Hoàng Thượng Đế, mà bên Công giáo gọi là Đức Chúa Trời, còn bên tất cả các đạo khác gọi là Allah hay là God. Thì Thiên Chúa giáo, Ấn Độ giáo, Hồi giáo, Do Thái giáo đều thờ God hết, chỉ có một ông God thôi, mãi cũng giành nhau mà giết nhau. Mà thời xưa thì còn cưỡi ngựa, còn bắn cung. Thời nay con người khôn, khôn á, cần có những cái thanh lọc, những cái suy nghĩ của mình, sân si giận hờn này nọ, tiền bạc. Và đồng thời á, cái người sau này á, sẽ du hành trong không gian và phải mở ra thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, chứ không phải rất là, nó không có khó. Giống như những vị hòa thượng lớn bây giờ họ cũng có cái đó. Để cầm rồi. Cái này cái microphone nhỏ này nói. Thì mấy bên Tây Tạng người ta nhiều lắm, người đó đi bệnh mấy gì đó. Thì trong tương lai những mấy em nhỏ chừng 12, 13 tuổi nó ngồi thiền nó có thể ấy được. Và một cái đạo này á, nó vẫn thờ God nhưng mà vẫn thoát luân hồi sanh tử. Thì đấy, cái đạo mới chỉ có thờ Thượng Đế và thờ thờ cha trời mẹ đất, còn ta lòng cộng cho này chút này, phải lo mấy cái em không có người phụ mấy cái này. Thì trở lại cái dấu này,
dấu này á, đúng ra là nó xuất xứ từ miền Bắc nước Việt từ năm 1978. Thì lúc ở trong những cái trại tù Bắc Hà hay trại Đầm Đùng, những cái trại lớn á, mà lúc đó năm 79 thì Trung Quốc nó đánh vô ngoài Bắc á, thì trong tù cũng có những bác đạo Cao Đài á, thì họ mới không có biết cầu cứu đâu, thì họ lấy lập cái bàn cờ, họ cầu cơ thì được các chư thần như mấy vị giống như ngày mấy ngày của mình, mấy ngày nước Việt á, với ông Sơn Tinh Thủy Tinh đổ ngoài đó, thần Hà Nội đó, thì mấy vị đó mới kêu tìm làm cái dấu này. Thì trong đó có mũ thì làm bằng mũ, có cây thì làm cây, thì đeo vô để tránh được cái nạn. Tại cái dấu này nó có hiệu lực được tất cả các tam cõi chứng và hội đồng chư Phật chứng giám. Và cái này đích thân cha trời mẹ đất, tức là God, tức là Ngọc Hoàng Thượng Đế với Phật Mẫu lập ra cái đạo này. Thì tất cả chư vị thần thánh Bồ Tát gì cũng đều gia hộ cái đạo này, cái dấu hiệu này. Nói hơi cao quý vị đừng nói, mình nói nói sơ thôi, còn muốn hỏi gì để chờ gặp sư phụ kia cái hỏi. Hôm nay chỉ nói để có cái khái niệm. Thì bất cứ mình khi mình có trong có cái linh hồn á, hay là bất cứ ai cũng phải cần ghi danh, giống như mình muốn đi Mỹ thì mình phải xin cái passport đi Mỹ, đi Canada xin passport đi Canada, thì đạo Phật thì xin passport được giảng sanh về đó, nhưng mà nói giảng sanh chứ có ai chứng minh được mình đi đâu đâu. Còn cái bên Chúa thì khi mất thần hồn được bên thánh rước, đại khái vậy. Còn cái này là được tất cả từ thần thánh Bồ Tát gì cũng welcome hết. Cái này cũng giống như là bự hơn là giống gì ta, universal hơn. Nhưng mà cái này sau này sẽ thống nhất tất cả các đạo khác, nhưng mà cái ngày mà gồm lại hết người ta hiểu được á, thì không biết là thời gian bao lâu nha. Năm 78 tất cả mấy bác trong trại tù, nếu những mấy bác bây giờ cũng quy tiền cũng muốn hết rồi, nhưng mà việc nói này thì có một số mấy bác còn sống người ta nhớ đó. Thì người ta lấy cây, người ta đục, người ta làm này, người ta đeo, và lấy mũ làm đeo để mà tránh cái nạn bom của Trung Cộng. Ngày xưa nó đánh vào miền Bắc á, thật sự rất là mầu nhiệm. Thì mấy bác làm đúng như lời mấy chư vị dạy á, không có bị gì hết. Rồi là từ năm 78, thì lúc đó đó cho tới ngày hôm nay á, thì cả thật sự lúc đó mấy bác cũng chưa biết mình sẽ được đi Mỹ hay đi ra nước ngoài nữa. Nhưng mà mấy chị gì đã nói trước mấy cái bài cơ, mà mấy cái bài sấm mà kiện nói á, là đi được đi hải ngoại rồi chim hiền này, sau này trở về đó là cái hàng mấy trăm năm mấy vị đều biết hết. Làm sao ngày xưa Đức Thầy Đức Huỳnh Phú Sổ biết mình sẽ đi vượt biên cả mấy trăm năm trước, mấy ngày đâu có biết. Mình chưa có đi vượt biên, mình chỉ có đi từ năm 75 tới 79 tới ngày hôm nay thôi. Nhưng mà các ngài đã biết mình phải đi, rồi mình phải trở về sau khi chiến tranh sắp xảy ra nè, rồi chim hiền bay về xây tổ lại đại khái. Rồi đó là những cái câu chuyện là gì. Thì hôm nay mình chỉ nói riêng cái dấu hiệu này thôi, để cho quý vị hiểu. Thì sẽ thống nhất hết tất cả các đạo trong tương lai. Hôm nay mình nói sẽ đụng chạm rất là lớn, nhưng mà xin lỗi các bác, các đại trưởng lão ngoài kia, mấy đại hồng y ông cha đó, mình chỉ truyền tin thôi à. Còn các chị vậy muốn hỏi gì phải gặp Chúa hỏi, tôi không biết. Ngài sắp xuất hiện á, gặp Phật với Lạc hỏi.
như là nói về cái khung sơ sơ, giới thiệu cái khung sơ sơ thôi, nhưng mà cái này mà nói nhiều lắm thì hôm nay chỉ nói sơ sơ, rồi những cái clip sau về quý vị nào muốn hỏi về comment gì đó thì sẽ nói rõ hơn, chỉ nói đại khái cái ý nó xuất xứ từ đâu và ra đời đâu. Cái dấu này á, dấu của Ngọc Hoàng Thượng Đế thì đích thân Kiệt á, những bà chị Kiệt mà là chị Kiệt chị trên trời nha, chị có 10 thì thường á, kể chuyện trên trời cho Kiệt nghe, thì có một lần cách đây 4-5 năm thì mà mấy mấy chơi mấy gì trên kể á, là lúc mà Big Ben, không phải mình thì gọi Big Ben, không biết sao hàng tỷ 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 năm, mà tỷ năm của trên trời không biết như mình là bao nhiêu á, lâu xa xưa lâu lắm, lúc mà cái vũ trụ nổ ra thì ở trên không gian á, trên vũ trụ á, có một cái tảng đá gọi thiên thạch lớn khổng lồ, có cái hình này nè, hình chữ thập ở dưới cái trái tim, thì cha là khí dương, mẹ là khí âm, hai mới ấy lại thì mới tạo ra 24 người con, 12 người con trai, 12 người con gái đầu tiên trong vũ trụ, và sau đó tạo ra các cái tầng trời, rồi tạo ra các chư Phật, chư Bồ Tát, Phật Bồ Tát, thánh thần đều là giống như kỹ sư, rồi tiến sĩ, thạc sĩ, rồi PhD rồi gì đó thôi, là tất cả cũng đều là con của Thượng Đế hết. Nó thì khi mình ở chảnh, mình ỷ lại quá thì mình không có biết khổ, thì cho nên cha mới thành lập cái trái đất này để cho mình xuống đây mình học hỏi, học xong rồi mình đi về, đại khái vậy thôi à. Cái câu chuyện là tóm tắt lại là ai cũng phải về hết, cả cái những cái người ác ngày hôm nay cũng phải đi về nữa, nhưng mà cái quan trọng là về trước hay về sau thôi, người ta về trước hàng tỷ năm, còn những người kia về sau hàng tỷ năm, đó là đại khái ai cũng thành Phật hết, ai cũng sẽ về hết. Thì hồi thì cái ai cũng sẽ thoát luân hồi sinh tử, cái đạo mới cha lập ra chỉ thờ ở thượng cha trời mẹ đất, nhưng mà đạo Phật đó là một cái process, cho nên giống như cái này á, giống như đạo Công giáo thời xưa cưỡi ngựa bắn cung, thì thời nay á, bấm máy vi tính điện toán rồi đi ngoài không gian thì cha upgrade lên, nó giống như đạo Công giáo mà được upgrade gì đó, là học Phật, ngồi thiền đọc, học triết lý, Phật là triết lý, để biết tại sao mình lại thích tham tiền, tại sao mình thích tham gái, tại sao mình thích này thích đủ thứ đó, thì dùng cái process của bên Phật. Nhưng nó rất là cái công thức á, ở trên đặt ra cho kỳ này á, nó là chung dung, bên Phật quá khó, bên Công giáo thì vậy, cho nên lấy khúc giữa gọi là thiên đạo, gọi là đạo trời pháp Phật. Nó ra đầu nhiều quá không biết nói khúc nào không vậy. Thì năm 78 có cái dấu hiệu này ra đời, nó kéo dài cho tới năm 2017, thì lúc đó đó trên đó Phật mẫu mới xuống, mới cho một cái bài thơ cộng lại hình như cũng 18 18 không á, bài gọi là bài kính thiên năm 2017. Mẹ có hai bài kính thiên, năm 1980 có một bài kính thiên, rồi đến năm 2017 á, mẹ cho bài kính thiên để mà giống như official cho cái đạo ra đời, để cho tại vì trên biết trong những ngày mà sàng lọc này, nhân loại sẽ chết nhiều, ở trong nhà đâu có phải đi ra chùa đi gặp thầy hay là đi nhà thờ để mà rửa để mà xin pháp danh gì đâu, thì cho nên cái đạo này chỉ cần lâu nay Kiệt nói về hướng Đông Bắc á, chỉ cần khấn lại thành tâm, tự mình đặt cái tên, cũng giống như Kiệt là Ngô Tuấn Kiệt,
Thì cái họ của thế gian của mình thấy rất là nhiều họ, mình đã từng họ Huỳnh, họ Quang, họ Quân, họ mình đầu thai đủ loại người hết trên thế giới. Thì cái họ thế gian nó chỉ là tạm thời hay giống như mượn cái giai tuồng của một cái màn kịch đó thôi. Nhưng mà cái họ thiên á là quan trọng. Tại vì khi mình mất đi cái thần hồn á, ở trên đó nó có khoảng 49 ngày nha, để mà chờ ghi danh, để mà coi điểm danh coi ok anh thuộc về phần phần nào, anh đi lên đi xuống đi ngang đi dọc gì đó, là lúc đó đó là đạo Phật có 49 ngày. Thì mình dùng cái tên này, mình dùng là Thiên Tuấn Kiệt. Cái những người thiên đó là mình đã register rồi, mình đã ghi tên rồi, thì bển cho người ta dễ làm việc. Thì nó chỉ vậy thôi, nhưng mà tự mình đặt, tự mình khấn lại. Khi mình khấn lại á, thì các chư thần xung quanh hai vai mình với mấy vị mà trong ở ngoài sân á, là các vị đã ghi rồi, à, hôm nay cái người đó Ngô Tuấn Kiệt đã ghi danh rồi, à, bây giờ là Thiên Tuấn Kiệt. Thì để cho sau này mình tập sống cái cuộc sống giống như cái mùa Covid cả năm nay vậy đó, ở nhà rồi có ít ra đường, ít đụng chạm này nọ, tự gọi là cái đạo này gọi là tự đốt đuốc mà đi á, rồi tự thành Phật. Online kinh điển rồi những người nào mà đắc chứng thì người ta sẽ lên online người ta chỉ cho mình, hoặc là mình gặp họ cũng được. Nó vẫn có chùa, vẫn còn như bình thường, nhưng mà nó sẽ tiện lợi hơn. Đó là cái đạo này vậy. Thì đến năm 2017 mẹ ra cái bài, Kính Thiên năm 2017, mà giờ chị không có tiện đọc hai bài đó, Kính Thiên số năm 80, năm 1980 với bài Kính Thiên năm 2017. Thì để bữa ra mấy clip sau chị sẽ post lên hai bài này. Còn hôm nay mình chỉ nói cái khung thôi, cái sườn thôi, khung của đạo. Thì nó từ đâu? Khi cái thiên thạch nổ ra là dấu hiệu này. Cho nên về kiểu đeo kiểu cũng đeo cả năm 7 năm nay, kiểu đeo giờ nó mòn hết trơn này, sút hết trơn, xét luôn. Thì có nhiều lắm mà chị chưa dám cho, tại lúc xưa chưa có đủ duyên với mấy gì, cũng chưa có nói, nói con chờ để sư phụ xuất hiện. Còn bây giờ thì nói sơ, để lỡ như ai đang nằm trong phòng ICU sắp hấp hối đó, cũng ghi tên cũng kịp thời, hay là sắp sửa chiến tranh nè, ghi tên lẹ lẹ lên tự ghi tên, chứ giờ gặp ông cha gặp mấy thầy cũng hơi khó. Năm tháng 3 ngày 16 năm 2017 thì mẹ cho cái bài bài thơ, official cái đạo. Còn cái dấu hiệu việc đeo đây nè, là dấu ở trên là cha nghe, nãy mình nói trên là dấu, thì cái dấu này là của cha, ở dưới là cái bông sen. Bông sen là cha nói là ai cũng phải đọc kinh Phật và ngồi thiền và ăn chay trường, nếu ăn được, còn không được là tam tinh nhục, tuyệt đối không có được sát sanh. À, để mà tránh cái nghiệp, tại cái nghiệp ở trên không có giải nổi cái nghiệp của mình. Là phải học Phật cũng giống như mấy thầy bây giờ vậy. Còn cách ăn mặc rất là đơn giản, quần quần xanh áo trắng giống như sinh viên, giống như ăn mặc giống như đi nhà thờ vậy đó, rất là gọn gàng và rất là lịch thiệp, chứ không có phải mặc ăn mặc rườm rà gì hết, tại thời đại văn minh mà, thời đại điện tử mà. Đó thì còn ở dưới là cái trái đất. Trái đất sau này hồi xưa mới gì giải thích cái này, cái dấu này không phải việc làm nha, dấu này các chư Phật làm á, hội đồng chư Phật với tam giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, và ở thủy cung luôn nữa. Lúc trước có ông Nhạc Thụ kìa, ông Long Dương ấy, với Long Mẫu rồi mấy tỷ đồ dưới ấy, cũng có chứng nhận cái này, là tất cả các cõi đều đều biết thế này hết, biết cái dấu hiệu này hết.
trong cái trái đất này á, nếu mà ai mà lại coi nhỏ ra, nó có cái bản đồ Việt Nam nhỏ xíu à trong này nè, thì sau này Việt Nam á, sẽ là thánh thánh địa của thế giới, là vì nhờ có cái đạo này sẽ tất cả mọi người á sẽ về Việt Nam để mà như nước Việt Nam lúc đó rất là nổi tiếng á. Đại khái cho nên cái nước Việt nằm ngay trong cái trái đất. Tại sao các chư Phật hồi xưa thì từ ở bên Tàu đi qua bên mình? Tại vì cái trái đất không, cái phong nó cũng có cái phong thủy đến đến thời đại này nè, lập thời Thượng Quân á là nước Việt. Ở ngoài những người trong tâm linh họ có thần thông, họ đều hiểu hết á nghe, chứ không phải mình đây mình nói khơi họ không hiểu đâu chị, nhưng mà cái số lượng ít quá không có giải thích dùm được kịp, nhưng mà cái số lượng nhiều quá mà hỗn hào á nó quá nhiều. Mà này kia nói ai hiểu được thì hiểu, thì cũng giống như để làm cái document hay information, từ từ đi sẽ hiểu, nó từ từ, cái này gì cũng phải từ từ. Cái quan trọng nhất là hội đồng chư Phật, Thiên Long Bát Bộ, tất cả các tầng trời, các cả chư thiên, chư thánh, chư Bồ Tát, chư Phật đều recognize cái này. Thì khi Phật Di Lạc xuất hiện đó, thì cái này là của Phật Di Lạc, của Ngài, không phải. Đó, Ngài sẽ giải thích. Có nhiều người sẽ thắc mắc những mốt đạo Cầu Đài hay đạo mấy đạo kia rồi sao cái đó mình không biết, mình cũng nghĩ mình cũng tưởng tượng thôi theo cái góc độ kìa. Giống như xưa 75-79 mình đi vượt biên á, thì vượt biên sao ở ngoài đó thì một chiếc tàu lớn khổng lồ đậu sẵn ở ngoài đâu gần Hòn Tre đi, hiểu không? Xong cái mấy chiếc vỏ giọt, mấy chiếc xuồng thì đưa ra vỏ giọt thì đưa ra ghe xịp cái đưa ra tàu lớn nữa, rồi từ đó mình nó vượt biên, thì tất cả những cái xuồng lớn vậy đó thì lên một chiếc thuyền lớn đó, thì những cái đạo nhỏ, những cái môn phái nhỏ hay gì bây giờ mình không biết, mình chỉ giống như xuồng vỏ giọt rồi tấm bảng lên ghe xịp cái đi ra tàu lớn, đi chui mà muốn gì không như đạo Phật. Mấy cái chốt này nè, thì hôm nay thì chỉ nói thôi, ngày mai thì phải lên trên núi thỉnh cha hỏi mấy gì đồng ý thì mới dám upload này lên. Hôm nay thì chỉ làm sẵn cái video này, thì bữa nay ngày 24 thì nếu mà cho thì upload lên, còn nếu mấy gì không cho nó chưa thì không có dám, phải hỏi hết á, việc làm cũng phải hỏi. Mình nói giống như đạo Phật là từ bi, không có kẻ thù, không có đổ máu giống như tất cả các đạo kia, Hồi giáo hay là Thiên Chúa giáo này nọ. Cả Ngài Đạt Lai Đạt Ma là người đại diện cho Phật giáo đó, mà Ngài cũng chỉ nói chuyện và một nhóm người thích Ngài thôi, chứ Ngài đâu có nói cho toàn thế giới người ta nghe Ngài được. Nhưng mà cái đạo này trong tương lai khi Chúa xuất hiện, Phật Di Lạc xuất hiện, Ngài sẽ nói hết, tất cả gom lại hết những cái lỗi thời thờ tùm lum, giống bên Ấn Độ giáo thờ tùm lum, Phật giáo cũng thờ quá nhiều tượng, trong tương lai chỉ có thờ cha trời mẹ đất thôi. Thì khi cái đạo ra đời á, trong tương lai con người á mới đoàn kết, mới thương nhau, cộng lại người tốt mới sống lại nha, người xấu sẽ chết hết á, sẽ bị đột tử hay bị này bị kia mất hết, không có được đầu thai nữa. Chỉ còn người tốt để mà học, để mà học để trở về, thì lúc đó thế giới á, mới hòa bình. Chỉ còn đạo quan trọng lắm á, đạo cái người này bên
bên những cái người đạo kia cũng giống như bên Trung Đông, đâu có liên quan gì tới Mã Lai, mà nó bên đạo Hồi Mã Lai rồi thành ra phe đảng sau này mới gì, nó không có mấy chuyện đó nữa, chỉ có một đạo công bằng hết cái quả địa cầu này. Mà thời gian là bao nhiêu, 500 năm 200 năm thì không biết, thì cũng đã đi rồi á. Mà cái đạo này là tự đốt đuốc mà đi, cái này mới thật sự là tự đốt đuốc mà đi đó, không cần thầy. Tại giờ ông thầy cũng làm sai, ông kéo qua đám theo sai, cũng không quy y, thì tự mình ra hướng đông bắc mình quy y, mình xin trên mình làm một cái pháp danh đổi họ, còn cái tên trên giấy tờ vẫn bình thường. Ví dụ Ngô Thủy Hoàng Hân thì bây giờ mình đổi là Thiên Thủy Hoàng Hân đại khái vậy đó, còn hoặc là mình muốn giữ cái họ của cha mẹ của thế gian mình cũng được, thì đặt là Thiên Ngô Tuấn Kiệt bốn chữ cũng được tùy. Nhưng mà cách nhận dạng sao, cách nhận dạng là trong tương lai ai mà có cái đó đó sẽ không có được nói láo, cứ nghe là ra đường hỏi cùng cùng đã mà mua cái vé đi về trời thì hỗ trợ lẫn nhau, thì cái sự đoàn kết nó tăng tăng lên. Thì những cái người từ như tất cả các quốc gia, từ Phi Châu hay là Âu Châu hay là Úc Châu rồi Trung Đông hay là Canada gì á, người ta cũng tự gia nhập được hết. À, ví dụ như thằng ông Donald Trump thì sau này là Thiên Don Trump. Còn ông Bảy thì là Thiên Biden vậy đó. Có chữ Thiên là ở trên là cho ưu hạn, là khỏi phải sắp hàng, tại vì 49 ngày á, sắp hàng mệt lắm. Nó không biết đi về hướng nào á, bên bên kia bao la lắm. Bên kia nó giống như cái phi trường Chinh cơ hồ vậy, khổng lồ. Đi lơ mơ lạc không biết đường nào á. Thì nãy giờ nói về cái dấu hiệu này, cái thời tận thế này, những người mình hiện hôm nay sắp sửa đó, sắp sửa được chích thuốc ngừa đó, rồi chứng kiến được những cái cảnh tượng gọi là ly kỳ, surprise, bất ngờ trong lúc này nè. Bữa nay thôi mình không nói về chuyện ông Trump, ông Trump đã thắng đừng lo. Mình chỉ nói về cái đạo thôi, để làm cái clip này riêng, để mai mốt mấy bác có gì cứ lấy ra coi lại ấy. Thì cách nhập đạo rất là dễ, và cách những 12 giới luật. Thì đạo này á, học tất cả Tam Đại Tạng Kinh của Đạo Phật cũng dùng tứ diệu đế, duyên khởi bát chánh đạo, rồi sẽ rồi cuối cùng sẽ thoát luân hồi sinh tử, cũng y như Đạo Phật. Nhưng mà đạo này mở rộng ra cái là phải nghiên cứu những cái đạo khác để hiểu, ở trên biểu vậy đó, phải nghiên cứu. Nhưng mà giữ 12 giới, khi mình giữ 12 giới thì người kia có đọc 12 giới, đánh chút kia đọc lại, khi mình giữ 12 giới á thì trong đó có cái giới hơi khó là không sợ già, không sợ nghèo, và cũng không sợ chết á. Cái giới đó cũng hơi căng á. À, 12 giới thì đọc lại nha. Giới thứ nhất là không giết người, hại vật, phá thai, nên ăn chay hoặc dùng tam tịnh nhục. Giới thứ hai, không tham lam, trộm cướp, lấy của người làm của mình. Giới thứ ba, không uống rượu say sưa, sử dụng chất gây nghiện, cờ bạc. Giới thứ tư, không nói lưỡi hai chiều, gây chia rẽ. Kính hiếu cha mẹ, giữ tứ ân, trả hiếu tứ ân, trả quốc gia, trả ân cho tổ quốc.
Giới thứ năm không tà dâm, một vợ một chồng. Giới thứ sáu không ngại nghèo, bệnh già, chết, giữ tâm đạo bền vững. Giới thứ bảy không lười biếng, sống ỷ lại người khác. Cái này quan trọng lắm á. Tại vì nếu mình mà không làm được cái giới thứ bảy này á, là mình khó có ghi tên đi về lắm. Người mình phải lúc nào cũng phấn đấu hết. Tại xuống đây học mà, không phải xuống đây chơi đâu. Giới thứ 8 là không thù hận, ganh ghét, mưu toan hại người. Cái nghĩa là khi mình làm ăn đó mà mình có giới này á, mình đâu có tính toán hố lộ hay là gì đâu. Giới thứ 9 không ngã mạn, tranh quyền đoạt lợi. Nghĩa là ai giàu mừng cho ta, không có đi cướp đất của ta. Giới thứ 10 không kỳ thị tôn giáo, tôn trọng niềm tin người khác. Nghĩa là gặp nhà thờ cũng vô, cũng làm phụ trong nhà thờ, gặp đạo Hồi giáo cũng vô phụ người ta. Đạo nào cũng tốt, cũng là của cha đặt ra không à, toàn là God không à. Nó tất cả các đạo lớn trên thế giới để là toàn là thờ cha không, thì đạo này giờ cũng thờ cha. Cùng nhau hết, giống y hết, chỉ mình phân biệt thôi. Giới thứ 11 không tự hủy thân xác. Giới thứ 12 không mê tín dị đoan, không gia nhập đảng phái hoạt động phi đạo đức. Giới này hiện giờ ở Việt Nam rất là nhiều, tại vì thời đại ma quỷ á, nó nhập đồng, nó giả dạng Phật mẫu, giả dạng Ngọc Hoàng, giả dạng xưng tên này xưng tên kia, rồi làm phép này làm phép nọ. Ma quỷ nó cũng có pháp thuật, cũng có thần thông vậy, cho nên ở trên nói là phải cẩn thận. Chứ giờ đến lúc mà gặp Phật thiệt thì lại không nhận ra, còn Phật giả thì lại móp chán. Thì giờ mình đang bị cái đó nhiều. Năm giáo đạo Phật thì năm 2017 á là mẹ về lập tại nước Mỹ để sau này cho người Âu Châu, người Mỹ á, họ hỏi thờ. Bên đạo Phật á là không có đấng tối cao, tại mình thờ Phật Thích Ca chứ là để là không có đấng tối cao sáng lập sáng tạo tối cao. Còn bên Thiên Tâm á là thờ Thượng Đế với Phật Mẫu, với hai vị thôi, cha trời mẹ đất. Rồi ở bên đạo Phật á thì họ tam quy ngũ giới tại chùa, còn ở bên đây thì lại 12 hướng đông bắc, pháp danh là Thiên Tâm cộng với tên tục tự chọn, thọ nhất quy, thập nhị giới. À, thì để kỳ so sánh bên Phật với bên mới mình, bên Thiên Tâm. Ở bên đạo Phật thì Tam Đại Tạng Kinh, còn bên đây á cũng là Tam Đại Tạng Kinh, nhưng mà ở trên kêu mình nên tìm hiểu những cái đạo khác để biết, để mà mình có sự hòa đồng với người ta, tức là cởi mở hơn đó. Còn giới luật thì bên đạo Phật thì phải theo tăng đoàn, còn đây á, là mình tự giữ 12 giới vẫn được giảng sanh, tu ở nhà ăn mặc bình thường, cũng có gia đình rồi lo chuyện đời chuyện đạo, nhưng mà gán giữ 12 giới. Khác nhau chỗ đó lớn á. Bây giờ tăng đoàn thì tăng đoàn ở Việt Nam có mấy triệu thầy á, 93 triệu dân á, không biết mấy thầy giả gì á.
cũng y nhau hết, hai bên cũng y nhau hết. Thì bên bên đạo mới cha lập ra là cũng là tứ diệu đế, duyên khởi bát chánh đạo, vô thường vô ngã, nhất quy 12 giới, tái sanh niết bàn, diệt trừ vô minh, thoát luân hồi sanh tử. Đó là so sánh hai bên vậy. Một bên á thì rất là để cho nó thích ứng với cái thời đại mới này á, mình không có ra đường nhiều. Sau này ví dụ như ở đâu mình cũng tu được. Còn ngoài ra tất cả những cái đạo khác ở đây trên này nè đều là thờ thượng đế hết, nhưng mà họ không có thoát luân hồi sanh tử. Cha nói là các con xuống đây đâu quá trời lâu rồi, hàng triệu năm rồi, tỷ tỷ năm rồi, bây giờ phải đi về nè, đọc kinh Koran, kinh thánh gì đó, mà cuối cùng họ đâu có được thoát luân hồi sanh tử đâu. Họ nghĩ là trên tha, nhưng không có vụ đó. Nghiệp không à, ai làm gì đều phải có nghiệp hết á. Còn ở bên cái bìa cuối cùng này là tu thân trị nước bình thiên hạ đạo Khổng Tử, thì như cái căn bản này cũng tốt, nhưng cũng đâu thoát luôn rồi sanh tử đâu, đạo đạo không đạo đạo nho. Thì thế giới thống trị bởi tất cả những cái đạo này. Vì thấy cái trái đất ở trên lúc mà mấy vị đặt á, cái nước Việt Nam á, ngay giữa cái trái đất đỏ đỏ nè, đèn dạng đây đang chấm 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 rồi đó 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 là này, mấy em nghề cũng nhọc nhọc cái computer này đó. Đạo Phật có 500 triệu người, đạo Công giáo có 2 tỷ mấy người trên thế giới, đạo Ấn Độ giáo 1 tỷ người, đạo Muslim 1 tỷ mấy người cũng thờ Thượng Đế, Do Thái 1 tỷ mấy người nhờ giáo. Rồi đạo Đức Khổng Tử lập ra Confucian là đạo Nho. Rồi đạo Do Thái là ông Rama, người giống như thiên sứ hay gì. Ông Mohammed thì cũng vậy, sáng lập ra đạo Hồi. Đạo Hồi là đạo dữ nhất thời nãy, tùm lum ở bên Trung Đông, Iran, Iraq đồ quá trời. Là Mohammed, ông truyền tin, nhưng mà họ vẫn thờ God. Người sáng lập là khác nha, thờ là khác nha, nó không biệt á. Ở người dạy là khác nha, cũng giống như cha lập ra cái đạo mới Thiên Tâm, nhưng mà người dạy sẽ là Chúa, sẽ là Phật Di Lặc, khác, hai câu chuyện khác. Còn người lo kiếm xi măng kiếm cây đến để xây dựng là khác nữa. Ba người không có người. Đạo Ấn Độ nó quá lâu, tới 10.000 năm trước công nguyên, cho nên nó cũng không biết ai là sáng lập. Có những cái đạo đích thân á, phải mang cái thân người xuống thế gian thì có cái lịch sử, giống như Chúa Giêsu có lịch sử, ngài đồ ngài sanh ra tại gì ta, tại hang lừa á, Bethlehem. Con của ngài Joseph với Đức Mẹ Mara. Rồi Phật thì Thái Tử thì là có thân người, có lịch sử thành lập đạo. Nhưng có những cái đạo là theory, tức nghĩa là trong cái truyền thuyết thôi. Cũng giống như bây giờ nhiều người tu theo Tịnh Độ Tông là Phật A Di Đà, ngày đâu ngày thì cũng là một cái nói qua của Phật Thích Ca, nói một cái khúc chuyện thôi, là mà nhiều người giờ cũng tu theo cái đó. Còn tất cả các đạo đều có đền thờ hoặc là nhà cha xứ.
để mà bắt đầu họ mới gia nhập được. Còn ở bên Thiên Tâm á, cha nói thời đại mới thì cứ ra ngoài sau hè cũng gia nhập đạo được nữa, còn kia phải nhà thờ phải có đạo sĩ rồi á, là mình đang nói ở đây nè, à, là mới mới vô đạo được. Còn đạo Khổng Tử phải vô trường học phải kiếm thầy, còn giờ thầy mình là cho nó online những cái hay học trên đó, kinh điển kinh thánh, bên Công giáo học kinh thánh có hai cuốn kinh Tân Ước Nữ Ước, rồi bên đạo Ấn Độ là kinh Vệ Đà, đạo Hồi là kinh Koran. À, họ không có biết luôn rồi Thiên Tử, bên đạo Hồi á đọc kinh Koran với kinh thánh này Công giáo rồi, họ không có hiểu, là xin lỗi soi à, mình không có muốn luân hồi sinh tử, mình muốn ở chảnh luôn. Tứ thư còn ở bên bên Thiên Tâm cha đặt ra là sau này á lấy giới luật làm đầu, giới luật của Phật với giới luật Thiên Tâm làm đầu. Còn bên đây á có tăng đoàn, bên đạo Phật thì phải theo mấy ông thầy nói gì phải nghe đó. Công giáo hội thánh với giáo chức, bên Ấn Độ giáo thì đạo sĩ du già, còn bên bên kia là các nhà lãnh đạo cũng giống như tổng thống Iraq vậy đó, là bên đạo Hồi á, là những nhà phải nghe lời những nhà lãnh đạo đó là sai hết, đạo thì chiến tranh tối ngày á, sau này thời hoàng kim không còn chiến tranh nữa, tự nhiên á mình đạo thôi, mình làm gì phải nghe lãnh đạo chế vũ khí quân tử rồi đùm la mệt mấy vụ đó. Còn bên đạo Do Thái thì giáo sĩ với mục sư, còn bên đạo Khổng Khổng đạo Lão thì lấy sách cho đọc, sau này để không có rồi xuống đây. Căn bản giáo lý thì bên Thiên Tâm thì học theo kiểu Phật y chang y đúc như kiểu Phật, không khác gì hết, mở rộng ra được nghiên cứu qua bên đạo khác, nhập đạo cũng dễ dàng. Còn bên đây thì bên đạo Công giáo là chỉ có học trong 3 năm của Chúa Giêsu ở thế gian thôi, lúc Ngài tại thế trong 3 năm thôi. God watching over care for his people, Jesus Christ was the son of God. He died to save the humanity from sin, his death and resurrection make eternal life. Cái này hồi xưa mấy vị nói kìa một lần, cái kìa hiếu kỳ kìa hỏi sẵn đây kìa nói luôn, kìa hỏi về mấy giáo chủ trên đời, kìa hỏi về Phật Thích Ca với cha ai lớn hơn, sao này Phật nào cũng là con của cha mẹ hết á, có thân người mới mới tu thành Phật. À, bước bảy bước là thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, thiên thượng là trên có ông trời, thiên hạ là mình chúng sanh, duy ngã là chỉ có một đạo thôi, một tôn giáo thôi. Còn đang nói về Chúa, có một lần việc hỏi Chúa Giêsu là ai, ngài đây làm sao anh này nọ, hỏi thăm vậy. Cái trên nó trả lời á, dưới thế gian sai một điều, cái này mình nói nó sẽ hơi sốc hơn những người đạo Công giáo nha, nhưng mà xin lỗi các bạn nha, cái này thì chỉ nói những gì thì có hiểu biết và 100% kinh nghiệm thì hỏi qua, nếu các vị tin thì có cái sự cầu thông các đấng bề trên xưa nay á thì cái này là thật á, thì lúc đó đó ở trên mới trả lời cho Kiệt biết á, Chúa Giêsu là một vị Bồ Tát cũng giống như muôn triệu Bồ Tát khác. Ở ngoài trời á, có cả 100 triệu Phật khác nhau, Phật lớn, Phật nhỏ, Phật Thích Ca, Phật Tỳ Bà Thi, Phật Thích Nhân Đăng, cổ Phật, Phật Ngọc Bích, Phật đủ loại Phật hết.
thì Bồ Tát cũng đủ loại Bồ Tát, cả triệu triệu Bồ Tát. Thì thời Chúa Giêsu xuống đời, xuống thế gian đó, thì Ngài có nguyện lực để chịu đóng ba cái đinh đó, để chịu tội thế gian đó, là một cái nguyện lực để về thỉnh lý, giống như xin cha một cái nhiệm vụ vậy đó. Nhưng mà dưới thế gian bên Công giáo bây giờ không biết qua bao nhiêu thời đại của các triều vua La Mã hồi xưa họ thay đổi kinh sao mình không biết. Chứ đích thân kỳ hỏi là Chúa Giêsu là một vị Bồ Tát như trăm muôn triệu Bồ Tát khác. Còn dưới này á, họ cứ nói Chúa Giêsu là con của Thượng Đế. Thật sự tất cả đều là con của Thượng Đế hết, chứ không phải là ai không con. Nhưng mà con sub direct, nghe là hay là direct. Direct là 24 người con, 12 người con trai, 12 người con gái đầu tiên mà trong vũ trụ mà cha mẹ sanh ra, khi mỗi đứa mà cha mẹ có mỗi cái nguyện lực để tạo ra bằng cái điển thiên ấy, thì khác. Còn mà sanh dạng vật trên thế gian này là khác. Cái đó bên cao đài họ họ có hiểu mấy cái này ấy. À, thì trả lời cái đó luôn. Chúa Thu là một vị Bồ Tát như trăm nghìn vị Bồ Tát khác. Bên Thiên Tâm cha đặt ra là mình á, đến mình ở dưới này quá lâu rồi, xưa giờ không có đạo nào để thoát luân hồi sinh tử với siêu việt. Thì hôm nay cha làm một cái chung dung là thiên đạo, đạo trời, pháp Phật và thoát luân hồi sinh tử, để nó áp dụng với cái thời đại gia hoàng kim, cái thời đại văn minh của mình. À, còn đạo Phật á, thì phải tiến sĩ học Phật, phải học này học kia, phải buông bỏ một bát ba y, chứ đâu có được cầm tiền, còn không có được ngồi xe nữa, phải đi chân không thì nó hơi khó. Còn bên Thiên Tâm á, vẫn thoát luân hồi sinh tử, vẫn có gia đình, tu tại gia, nhập đạo rất là dễ dàng. Cái nghĩa là trên mở rộng ra con đường cho mình, mục đích chính vẫn là tu tâm sửa tánh thôi, chứ không có gì hết. Thử quý vị mà tu tại gia mà ngồi thiền á, thiếu gì người, người ta cũng đắc chứng vậy. Thí dụ như ta nói là làm sao tôi được về cõi vô sắc giới. Vô sắc giới là cõi cả tầng hai mấy trở lên, những gì A-la-hán. Ở thế gian mình á, mà mình muốn biết mình ở cõi vô sắc giới hay không, nó rất là dễ. Đương đóng tiền trước mặt, đương đóng vàng trước mặt, và đồng thời mình thấy con gái rất là đẹp, nhưng mà mình nhìn mà mình không có động vô tâm, mình không có recording, chỉ view thôi, thì mình thấy những cái đẹp, những cái đó mà mình không có nhập tâm á, đó là vô sắc giới rồi. Là mấy vị nói là vậy đó, là đã đắc chứng tại thế gian đó, rồi là tu ở ở ở ở cõi mình, đắc tại cõi mình là từ chỗ đó. Này quý vị mà hỏi về đạo mà sau á, đáng chờ nhé, mốt sư phụ xuất hiện thì hỏi hôm nay kia giới thiệu sơ sơ về cái này, để cho những ai mà nằm trong bệnh viện bây giờ nè, mà muốn ghi tên đi về á thì ghi cũng còn kịp á, chứ còn hơn là lon bông mà lúc mà rút cái ống ra rồi cái xác lạnh ngắt, rồi lúc đó là chưa có ghi tên nữa, sắp hàng dài lắm. Tại 49 ngày bển giờ đông người lắm, đông người xếp hàng. Thì cái dấu này từ có từ năm 1978, tính ra bây giờ cũng nhiêu năm ta, bốn mấy năm đó, bốn mấy năm. Có nhiều người hiểu lầm là thánh giá, không phải nha, dấu chữ thập. Mình nhìn này mục đích để mình nhớ hai cái ngang là bình đẳng, trên là hướng thượng, dưới là trái tim. Thì tại sao Kiệt lấy cái này, Kiệt làm cái cờ của Thiên Long Sơn luôn, thì để cho tất cả mấy chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thiên á, ở ngoài không gian đó, họ có đi dạo xuống thế gian chơi, hay là những cái lễ lộc trung thu đồ của Thiên Long Sơn hay tổ chức đó, họ ghé họ thăm và họ cũng nghe đảnh lễ. Thì hôm nay cũng mạo muội làm cái clip này, nói sâu sơ sơ một chút.
thì những cái clip sau thì coi comment quý vị có gì thắc mắc thì Kiệt sẽ nói thêm. Chứ trong tương lai mình không có thể ai cũng giành thượng đế của tôi, đặt bom, ôm bom tự sát mà giết người thượng đế, không bao giờ kêu mấy chuyện đó. Vĩ năm nạp danh thôi, cũng giống như bây giờ con dịch Vũ Hán đó, người làm đổi thừa người kia, bên dân chủ đổi thừa bên cộng hòa đó, tự mình làm mà tự mình đổi thừa. Thì sau này không ai giành thượng đế nữa mà giết người nữa. Kết luận lại, vào thời vàng kim, nhân loại của mình sống rất là hiền hòa, ai cũng là người tốt. Người xấu là bắt đầu sẽ chết, từ đây cho tới 3 năm nữa chết nhiều lắm, chết như rạ. Đột tử chết, đủ thứ chuyện để chết. Chiến tranh nữa. Trên cho cái đạo này ra đời có một cái là như bây giờ mình không, nếu mà ai từ mỗi cái thì chỉ nói cái này nó y như đạo Công giáo nhưng mà nó upgrade hơn, tức là nó được tu chỉnh hơn, là học Phật phải ngồi thiền để cho và biết có nhân quả, làm gì cũng có nhân quả chứ trên cha đâu có tha, cha đâu có rảnh đâu mà đi xuống tha tùm lum, làm lỗi tha hoài, không lẽ năm mình làm lỗi năm lần tha hoài, không có cái đó mà, ở dưới mà này để chế thôi chứ không có, đều có nhân quả hết. Hồi xưa Phật gõ đầu con cá cốc cốc ba cái Phật còn bị nhức đầu suốt đời, trong khi Phật đã tu đắc chứng có thần thông rồi đó. Nhân loại thầy kế tiếp là có đại phước, có cái đạo mới, có Phật xuất hiện để sống chung với mình, để dạy mình, và đồng thời sau cái bầu cử này chỉ còn lại những người tốt từ ở trong chức cao của Mỹ cho tới thế giới cũng hòa bình lại hết, không có khủng bố, không còn bệnh Covid, không còn bệnh tật nữa, không còn chiến tranh nữa, nhà ai nấy ở, đất ai nấy sống. Đó. Thì mình gán để từ đây cho tới đó không còn bao xa nữa, sát bên này, ngay cái ngảnh cửa rồi, ngay cái corner, cái tới góc quẹo rồi. Thì gán giữ gìn sức khỏe, gán ăn chay niệm Phật, tuyệt đối không có được sát sanh, tại mình sát sanh là mình cộng cái nghiệp. Đạo Thiên Tâm mới cha nói không có, trên là không có cho sát sanh đó. Nhiều người hỏi nói bây giờ người ta dùng chữ, người ta lý thuyết, người ta nói nhiều lắm nhưng mà không có tiện để giải thích lum la trên này, nói nó hơi lòng vòng. Chứ quỷ ma với dư luận viên nó dùng ba cái kinh điển Phật, với nó dùng những cái nickname đồ hay lắm, đời thượng quan thánh đức, cõi vô thường, đó là tụi nó không á, tụi Hoa Nam, tụi Trung Cộng không. Nó vô nó comment, nó nói kinh Phật rào rào hay lắm. Mà mình phải hiểu cái người mà có tâm Phật á, nghe một cái là giật mình, là thích nghe. Còn người mà tâm quỷ á, nó nghe nó bị sốc lắm, nó chịu không có nổi. Nó ghét vậy đó. Còn ma quỷ thời nay á, thích nổi danh, thích là giảng đạo, nói bậy nói bạ ở trên đó. Cho nên mình làm gì á, mấy vị dạy Kiệt mấy năm trước á, mọi người đều phải có chánh kiến. Kiệt thường nhắc cái này hoài, ai cả Phật tử mình cũng vậy. Mình đừng có sùng bái một vị thầy nào của mình quá. Đến khi á, mình thấy những cái chuyện không có đúng á, mình thất vọng và mình thối tâm bồ đề. Kiệt thường nhắc mấy bạn đạo kia xưa giờ vậy, coi kỹ
Ở đây giờ thạch sanh thì ít mà Lý Thông thì nhiều, thầy thiệt thì không có nhiều, thầy giả thì quá trời. A Di Đà Phật, đại khái sơ sơ đấy, cái kia có gì nữa việc sửa clip này chỉ luôn. Mấy cái này thì sẽ post lên trên cái Facebook đó, quý vị tự download xuống rồi nghiên cứu. Chỉ nói đại khái mấy cái chủ yếu mà các quý vị không có kịp biết. Thì hôm nay thì làm cái clip này nói về đạo một chút. Còn quý vị nào nghe được thì nghe, nghe không được thì giữ ở trong cái kho. Phán tuyên bố thì nghe. Thường cái này ra là sẽ có một số những người hiểu về đạo và tu đạo sẽ phản ảnh nhiều hơn là người thường. Thì các huynh bên đó chờ. Nãy chị có nói rồi, chị chỉ nói giới thiệu sơ cái khung. Khi Phật Di Lặc xuất hiện, ngài sẽ xuất hiện, ngài sẽ giải thích rõ hơn. Còn phần kia chỉ nói sơ sơ vậy đó. Thì cái này là của ngài chứ không phải của kiểu của ngài cho chung. Thì ngài sẽ giải thích hay hơn. Còn kiệt đó thì biết kiệt là về sau rồi. Thì kiệt chỉ nói vậy thôi. Ai về đạo Phật có gì sai, có gì không đúng, xin hoan hỷ nha các huynh các muội. Thì những người bây giờ á, mà hiểu được thầy ở trong bệnh viện hay là bất cứ đi đường hay ở đâu á, cái này nó tốt cho những người lén vợ lén chồng mà để mà ghi tên đi về á, đâu ai biết, tự tự mình biết thôi. Mình đặt cái tên của mình, hay mình Nguyễn Nhân A, hôm nay là mình Thiên Nhân A, ai đâu biết. Thì mình làm những cái email, những cái nickname có chữ Thiên Thiên á, thì khi lên trên mạng hay này nọ đó, để gom lại nhau rồi từ từ đó nó sẽ có sự tương đồng hỗ trợ rồi mến nhau từ cái nhìn, nói chung mà giống như cách nhìn nhận nhau trên đó vậy đó. Chứ sau này cái đạo nó toàn thế giới, nó không có không, sau này không biết những người ta sao lãnh đạo sao cái hệ thống sao, nhưng mà nó là
quý vị nói sau này sẽ là rất là lẹ, rất là phát triển, rất là lớn để mà thống nhất tất cả các đạo. Thường á, ở mặt đời của mình cũng giống như qua cả năm nay mình thấy có nhiều chuyện mà con người và những nhà thông minh lỗi lạc cũng chưa từng nghĩ ra, hôm nay cũng nghĩ tới. Thì hôm nay Kiệt nói như vậy cũng giống cái clip tháng 2 Kiệt nói đã Đài Loan sẽ độc lập, rồi chiến tranh, rồi bệnh tật, rồi ông Trump sẽ thắng, rồi này nọ đủ hết cả. Kiệt tới ngày hôm nay cũng chưa biết được á, luật pháp Mỹ mà nó tùm lum la vậy đó. Kiệt chỉ biết cuối cùng ông thắng, Kiệt chỉ nói cuối cùng thắng thôi, chứ Kiệt cũng đâu biết là hạ viện cử tri đoàn, đại cử tri đoàn, rồi quốc hội hạ viện tùm lum la, bữa giờ đấu qua đấu về em đêm không biết tới khúc nào mới khúc kết cuộc. Bữa giờ là giống như hai bên boxing không biết bao nhiêu hiệp luôn rồi đó, quá trời á. Thì về phần kia Kiệt rất là thật lòng, Kiệt nói thật với quý vị là từ kinh nghiệm thôi, Kiệt không có pháp môn gì hết, chỉ có pháp môn nói thật và nói thiệt. Thì ai thương Kiệt, ai tin Kiệt thì hiểu thì tốt thôi, chứ Kiệt cũng không có gì. Thì cả cái đạo này cũng vậy, nó cũng hơi khó hiểu và người ta không có tưởng tượng ra làm sao có thể thống nhất được. Quý vị nên nhớ người tính không bằng trời tính, thì đã nói rồi, cái này cha là người đích thân đặt ra, cha nói cho Kiệt biết, mẹ là Phật mẫu và các chư Phật, cả Phật ở Di Đà nữa cũng đã gặp rồi, Phật Thích Ca thì cũng đã gặp rồi, có lần ngài cũng nói con phải khổ, các chư Phật thì gặp hết, Phật Dược Sư thì cũng gặp rồi luôn. Thì trên đó hội đồng chư Phật đã ấn chứng cái này rồi, và đồng thời tam cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới cũng đã ấn chứng cái đạo này rồi. Thiên Long Bát Bộ Hộ Pháp Thiện Thần cũng đều biết cái này hết, trong cõi vô hình tất cả các vị đều biết hết. Rồi dưới Long Cung Thủy Cung có một cái thế giới nữa nha, là bên 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 vợ là cũng cũng đã ấn chứng cái này. Khi mình mất á, cái này mới là cái quan trọng, chứ không phải cái tên Nguyễn Văn A thế gian mình, hay là hôm nay mình anh hùng lỗi lạc lã gì, qua bên kia người ta không cần biết cái tên đó, đại khái mình nói gì đó nha. Như Đà Phật xin tạm biệt rồi, nếu mà cái clip này ngày mai được lên núi thỉnh các gì vậy để upload lên để phổ biến. Nếu mà trên cho thì sẽ upload, còn nếu không cho thì là hoặc là chắc sẽ cho nhưng mà chưa đúng lúc thôi, cái timing, cái thời gian nó quan trọng lắm. Thì nếu mà quý vị đã, nếu mà ngày ngày mai thì xin mà trên cho mà quý vị mà đã coi được thì có nghĩa là ở trên đã cho đó, thì xin chào đó. Xin chào A Di Đà Phật, năm mới hỡi lễ lạc, xin chúc tất cả các mọi người một mùa Giáng sinh, một mùa lễ đầm ấm vui vẻ bên gia đình, bên con cháu thật là hạnh phúc, và giữ gìn sức khỏe quan trọng. Lúc này là không có đi đâu gặp ai hết, để còn có mấy tháng nữa gặp Phật Di Lặc rồi, uổng lắm. Nói Đà Phật con chỉ dặn các bác vậy, gán ở nhà giữ gìn sức khỏe, các em các cháu gán thiền lại, có hiếu với cha mẹ, mua quà rồi tặng cho cha mẹ lễ lộc. Xin tạm biệt A Di Đà Phật, xin chào.